đá mấy em nhôm cổ như mấy anh em chẳng xin em nó lại. Xem đăng ký và like share cho em like nha. Em này đuối đơn giản nè. Quay chia sẻ với em một lượt chia sẻ nha. Một em nhôm Canada sản xuất vào thập niên 30 nha mấy anh. Con nhôm chữ Thorless. Con này chắc cũng còn mới lắm em. Còn miếng gòn luôn. Chạy với bồ quẹt nữa vô trong Facebook em xem nha. Khó chạy sáng rồi chai thay tim này thay tim mới được tim này bị chai. Ủa, tim này lâu ngày của nó chai cứ nhắc cái tiền cứ nhắc thay tim mới. Ủa, quá cháy bộ dạng chai tim nó không nhảy rằng